Liên minh châu EU hôm qua bày tỏ hy vọng sẽ tìm kiếm giải pháp cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng ở Biển Đen trong những ngày tới, bởi những phương thức thay thế sẽ không ngăn được một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Theo đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, việc nối lại xuất khẩu của Ukraine bằng đường biển là vô cùng quan trọng. Do vậy, EU đang hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong vấn đề này. Ông cũng bày tỏ hy vọng có thể tìm ra giải pháp trong những ngày tới, nếu không sẽ có nguy cơ xảy ra thảm họa lương thực toàn cầu. Hiện Ukraine và Nga chiếm 30% lượng lúa mì xuất khẩu trên thế giới, 20% lượng ngô xuất khẩu và 76% nguồn cung hạt hướng dương. Do vậy, mọi gián đoạn trong sản xuất hoặc nguồn cung đều có nguy cơ dẫn đến giá cả lương thực tăng vọt. EU cho biết sẵn sàng hợp tác để ngăn bất kỳ tác động không mong muốn từ các biện pháp trừng phạt Nga. Theo đó, biện pháp trừng phạt của EU không nhằm vào nông sản và phân bón xuất khẩu của Nga. Do đó, mọi giao dịch liên quan đều được đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt.